và giao hữu được FIFA công nhận. Trong 29 trận trước đó, Việt Nam thắng 13, hòa 9 và thua 7 trận. Tiền vệ Hoàng Đức tiến bộ thế nào trên tuyển? Hoàng Đức dê bóng qua người nhiều nhất bên phía Việt Nam ở 3 trong 5 trận gần nhất, trước Malaysia, Saudi Arabia và Trung Quốc, theo Opta. Cũng không cầu thủ Việt Nam nào thu hồi bóng nhiều hơn Hoàng Đức ở trận gặp Trung Quốc và Australia. Đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi vào tâm bão sau 4 trận thua liên tiếp. Một thất bại khác tại Oman sẽ khiến đội bóng của chúng ta chịu rất nhiều sức ép và có nguy cơ rơi vào khủng hoảng. Cách đây đúng 4 năm, huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, qua đó trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, tuyển U23 và tuyển Olympic Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã giúp các đội tuyển bóng đá Việt Nam nột xác, gặt hái thành công và thiết lập một loạt kỷ lục. Đáng kể nhất là việc vào chung kết U23 châu Á 2018 bán kết ASEAN 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết ASEAN Cup 2019 và mới nhất là lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022. Tuy nhiên, như một quy luật tất yếu của cuộc sống, thành công càng nhiều, kỳ vọng càng cao và áp lực càng lớn. Sau khi giúp đội tuyển Việt Nam bứt ra khỏi ao làng và vươn đến các giải đấu lớn của châu Lục, huấn luyện viên Park Hang-seo gặp vấn đề lớn đội bóng của ông không đủ mạnh để tiến bước tiếp theo, khi các đối thủ đều là những tên tuổi lớn nhất châu Á. Trận thua tuyển Trung Quốc đánh dấu thất bại thứ 4 liên tiếp của tuyển Việt Nam. Đây là chuỗi trận tệ hại nhất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, và chiến lược gia người Hàn Quốc đã bắt đầu bị chỉ trích. Cho dù ai cũng hiểu vòng loại thứ 3 là sân chơi quá sức với đội tuyển Việt Nam, nhưng các thất bại đến liên tiếp khiến người ta không còn đủ tỉnh táo cũng như kiên nhẫn để thông cảm cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò vì thế một trận thua khác trước oman đêm nay sẽ khiến mọi chuyện tệ đi rất nhiều tương lai của huấn luyện viên park hang seo thậm chí sẽ bị đặt lên bàn cân cho dù cách đây chưa lâu giới mộ điệu và vff còn lo sợ ông không ký hợp đồng mới trong bối cảnh đó huấn luyện viên park hang seo và tuyển việt nam vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu và quyết tâm giành điểm tại oman tuy nhiên vấn đề nằm ở thực lực và cả vận may như trước trung quốc đội tuyển việt nam chơi không tệ nhưng các lỗi lầm của hàng thủ đã khiến toàn đội thua đau phút chót vào đến vòng đấu này, tuyển Việt Nam cũng phải chấp nhận các trận đấu ở trong thế lực bất tòng tâm. Dù cố gắng đến đâu vẫn không thay đổi được kết quả. Trên bảng xếp hạng FIFA, Oman không thua kém Trung Quốc. Trong thực tế, họ thậm chí được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng thể lực sung mãn. Ở trận gia quân vòng loại thứ ba, Oman đã gây sốc khi đánh bại Nhật Bản 1-0 ngay trên sân khách. Chính vì thế, tuyển Việt Nam sẽ phải cố gắng hơn 100% sức lực và chờ đợi vận may trở lại nếu muốn có điểm. Đội hình dự kiến Việt Nam, Bùi Tấn Trường, Hồ Tấn Tài, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh. Oman, Faiz al-Rusayzi, Amzat al-Hathi, Ahmed al-Khamisi, Muhammad al-Muslimi, Ali al-Busayzi, Harith al-Sa'azi, Abdullah fa San San'a al-Zahya'i, Mohsen Joha, Esam al-Sabhi, Khaled al-Hairi. Dự đoán tỷ số, 1-1. Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Oman vòng loại World Cup 2022. Đăng ký kênh để theo dõi nhé. Với thành tích toàn thua trong 3 lượt đấu vừa qua, chắc chắn là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang đặt mục tiêu giành điểm ở trận Việt Nam vs Oman vào đêm nay. Oman Việt Nam, công phượng đá chính. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng thay Phan Văn Đức khi Việt Nam làm khách trên sân của Oman ở vòng loại 3 World Cup 2022 lúc 23 giờ. Danh sách thi đấu Việt Nam, Văn Toàn, Tấn Tài, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hồng Duy Quang Hải, Đức Huy, Hoàng Đức Công Phượng, Tiến Linh. Huấn luyện viên Bắc thay 4 vị trí, khi Văn Toàn, Tấn Tài, Đức Huy và Công Phượng thế chỗ Tấn Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh và Văn Đức. Nhiều khả năng ông cũng chuyển sơ đồ 5-4-1 thành 5 3 2. Đây là lần đầu Văn Toản bắt chính cho đội tuyển quốc gia. Tiến Linh cũng sẽ chơi trận thứ 20 ở cặp đội tuyển. Huấn luyện viên Bắc loại Tuấn Anh, Văn Hoàng, theo tìm hiểu của VN Express, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chấn thương đầu gối và không được điền tên vào danh sách đăng ký. Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cũng không góp mặt giống như ở trận gặp Trung Quốc. Trước đó, huấn luyện viên Park đã đưa Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Xuân sang đội U23. Đội hình xuất phát cũng sẽ có nhiều bất ngờ so với những trận gần đây. Trận thứ 30 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là lần thứ 30 huấn luyện viên Park dẫn Việt Nam chơi một trận tính điểm FIFA, gồm các trận chính thức và giao hữu được FIFA công nhận. Trong 29 trận trước đó, Việt Nam thắng 13, hòa 9 và thua 7 trận. Tiền vệ Hoàng Đức tiến bộ thế nào trên tuyển? Hoàng Đức dê bóng qua người nhiều nhất bên phía Việt Nam ở 3 trong 5 trận gần nhất, trước Malaysia, Saudi Arabia và Trung Quốc, theo Opta. Cũng không cầu thủ Việt Nam nào thu hồi bóng nhiều hơn Hoàng Đức ở trận gặp Trung Quốc và Australia. Đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi vào tâm bão sau 4 trận thua liên tiếp. Một thất bại khác tại Oman sẽ khiến đội bóng của chúng ta chịu rất nhiều sức ép và có nguy cơ rơi vào khủng hoảng. Cách đây đúng 4 năm, huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, qua đó trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, tuyển U23 và tuyển Olympic Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã giúp các đội tuyển bóng đá Việt Nam lột xác, gặt hái thành công và thiết lập một loạt kỷ lục. Đáng kể nhất là việc vào chung kết U23 châu Á 2018 bán kết ASEAN 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết ASEAN Cup 2019 và mới nhất là lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022. Tuy nhiên, như một quy luật tất yếu của cuộc sống, thành công càng nhiều, kỳ vọng càng cao và áp lực càng lớn. Sau khi giúp đội tuyển Việt Nam bứt ra khỏi ao làng và vươn đến các giải đấu lớn của châu Lục, huấn luyện viên Park Hang-seo gặp vấn đề lớn đội bóng của ông không đủ mạnh để tiến bước tiếp theo, khi các đối thủ đều là những tên tuổi lớn nhất châu Á. Trận thua tuyển Trung Quốc đánh dấu thất bại thứ 4 liên tiếp của tuyển Việt Nam. Đây là chuỗi trận tệ hại nhất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, và chiến lược gia người Hàn Quốc đã bắt đầu bị chỉ trích. Cho dù ai cũng hiểu vòng loại thứ ba là sân chơi quá sức với đội tuyển Việt Nam, nhưng các thất bại đến liên tiếp khiến người ta không còn đủ tỉnh táo cũng như kiên nhẫn để thông cảm cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò. Vì thế, một trận thua khác trước Oman đêm nay sẽ khiến mọi chuyện tệ đi rất nhiều. Tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo thậm chí sẽ bị đặt lên bản cân. Cho dù cách đây chưa lâu, giới mộ điệu và VFF còn lo sợ ông không ký hợp đồng mới. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu và quyết tâm giành điểm tại Oman. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở thực lực và cả vận may. Như trước Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam chơi không tệ, nhưng các lỗi lầm của hàng thủ đã khiến toàn đội thua đau phút chót vào đến vòng đấu này, tuyển Việt Nam cũng phải chấp nhận các trận đấu ở trong thế lực bất tòng tâm. Dù cố gắng đến đâu vẫn không thay đổi được kết quả. Trên bảng xếp hạng FIFA, Oman không thua kém Trung Quốc. Trong thực tế, họ thậm chí được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng thể lực sung mãn. Ở trận gia quân vòng loại thứ ba, Oman đã gây sốc khi đánh bại Nhật Bản 1-0 ngay trên sân khách. Chính vì thế, tuyển Việt Nam sẽ phải cố gắng hơn 100% sức lực và chờ đợi vận may trở lại nếu muốn có điểm. Đội hình dự kiến Việt Nam, Bùi Tấn Trọng.